Xin kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy đứng lên, và chúng tôi xin trân trọng kính mời sự đón nhận tình cảm qua cây trầu của cô dâu và chú rể xin kính chào. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của ông bà cũng như bố mẹ của cô dâu sẽ đón nhận tình cảm qua cây trầu của cô dâu và chú rể xin kính chào và cảm ơn công lao trời biển sinh thành của mẹ của cha của ông bà đã nuôi dưỡng cô dâu con lớn trưởng thành đến ngày hôm nay. Và chúng tôi xin... Vâng, kính thưa quý vị đang hiện diện trên sân khấu, đó chính là những bậc sinh thành ra cô dâu. Và ngày hôm nay trong ngày đăng quang hạnh phúc của hai con thì chắc chắn những bậc làm cha làm mẹ rất là vui sướng. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng ta rồi lên một tràng vỗ tay cùng chúc mừng cho gia đình dâu gái. Và chúng tôi xin thành cảm ơn đại diện. Xin thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và liên tục chương trình chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện các bác, các chú mừ, cầu mừ, o dương cũng như anh chị em trong gia đình của cô dâu sẽ đón nhận cây cầu mà cô dâu và chú rể xin kính chào. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của các bác, các chú mừ, cô dâu và chú rể xin cảm ơn tới toàn thể quý vị đã cung cấp dựng xây cho mối tình duyên toàn vẹn của cô dâu và chú rể hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời hai bên xin trân trọng kính mời quý vị đón nhận cây cầu mà cô dâu và chú rể xin kính chào. Và kính thưa quý vị, và chúng ta dồn lên một tràng pháo tay cùng chúc mừng cho đại gia đình hai bên đã đón nhận tình cảm mà cô dâu và chú rể xin kính chào hai gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, các chị và các bạn chúng ta. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị, các chị và các bạn chúng ta sẽ được đón nhận một tình cảm qua một chương trình ca nhạc. Và chúng tôi xin dòng kính mời quý vị, các chị và các bạn chúng ta sẽ hướng về sân khấu và đón nhận dòng ca của bạn trai đăng kiểm về đây từ dòng họ nhà gái sẽ gửi tới toàn thể quý vị, các chị và các bạn chúng ta một ca khúc. Đây cũng chính là một tình cảm mà xin chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa hôm nay. Xin trân trọng kính mời bạn trai đăng kiểm. Và hôm nay là ngày vui của hai gia đình và ngày trăm năm hạnh phúc của hai em. Anh chúc hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và để tiếp nối chương trình vòng tay cầu hôn, khác điểm xin gửi tới toàn thể hôn trường một ca khúc được mang tên Tơ Hồng. Và
bây giờ một lần nữa xin dòng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta lại tiếp tục đứng lên. Đứng lên để chúng ta nâng trên tay mình một cây trầu. Một cây trầu xin kính chào các bạn trẻ về đây từ gia đình rồi gái và gia đình rồi trai. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời bước lên sân khấu để đón nhận cây trầu mà cô dâu và chú rể xin kính chào giới trẻ của hai bên. Xin trân trọng kính mời. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dân cái anh làm thơ vô quy khách qua đường lăn chuyện tình ta đã thi nhưng mùa trăng xin mời quý vị cùng hướng về đây. Xin mời cô dâu và chú rể hãy đứng lên và cầm trên tay mình những chai rượu sâm panh minh chứng cho luồng máu của hai con tim. Và kể từ đây, đôi bạn trẻ chúng ta sẽ hòa quyện luồng máu của hai con tim lại bên nhau. Và xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu này để cùng chứng kiến cô dâu và chú rể chúng ta cùng nhau rót rượu sâm panh trong ngày lễ đặc biệt hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, các chị và các bạn chúng ta, những nguồn rượu được chảy ra từ hai chai đó chính là như luồng máu của hai con tim mà cô dâu và chú rể chúng ta đang tuôn trào, đang bốc lửa, đang cháy lên trong ngọn lửa của tình yêu hôm nay. Và quý vị chúng ta ở phía dưới chúng ta dồn lên những tràng vỗ tay nào. Nào, rất mạnh lên để chúng ta cùng chúc mừng cô dâu và chú rể. Nào, sức thật mạnh nào chú rể nào. Lấy hết sức mạnh của tuổi trẻ và sức khỏe của tình yêu. Sức mạnh từng nào thì nước trào ra từng đó. Nào, bắt đầu. Quý vị ơi, dồn lên những tràng vỗ tay nào.
Vâng, kính thưa quý vị, mời chú rể sắp thôi, còn dâu không sắp. Vâng, kính thưa quý vị nào, bây giờ mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy rót lên dàn diều rất là đẹp này, rất là thiêng liêng trong ngày cưới hôm nay. Quý vị, các anh chị và các bạn, chúng ta khi luồng rượu được cô dâu và chú rể hòa quyện lại bên nhau cũng chính là thời khắc mà chúng tôi xin trân trọng kính mời những bậc làm cha làm mẹ của chú rể sẽ bước lên sân khấu đón nhận tình cảm của cô dâu và chú rể. Xin dòng kính mời tới ông bà, bố mẹ và các anh chị em của chú rể sẽ bước lên sân khấu để đón nhận tình cảm của cô dâu và chú rể. Xin cảm ơn, xin dòng kính mời. Anh qua tặng em. Thế anh tặng em tặng cổ gì hơn? Lời đầu tiên chúc cho hai em sống trăm năm hạnh phúc và luôn luôn thương nhau. Và sau đây thì anh thay mẹ cùng món quà nhỏ về gửi cho hai em, chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Về đây từ đại gia đình dòng nhà gái, chúng tôi xin dòng kính mời ông bà, bố mẹ, các anh chị em, ông chú cụ gì, cậu ba cô bác của gia đình dòng gái sẽ bước lên sân khấu có những món quà trao tặng lại cô dâu và chú rể làm kỷ niệm sau ngày cưới hôm nay. Chúng tôi xin dòng kính mời đại diện ông bà, thầy mẹ, các anh chị em, ông chú cụ gì, cậu ba cô bác của gia đình dòng gái, và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời mẹ đứng đầu của cô dâu cũng có một món quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể làm kỷ niệm sau ngày cưới hôm nay. Xin trân trọng kính mời.
Vâng, và một lần nữa chúng tôi xin thay lời cô dâu và chú rể xin thành cảm ơn những món quà của hai gia đình và hai bên. Dâu nhanh ơi. Và liên tục chương trình chúng tôi xin trân trọng kính mời các bác, các cậu của gia đình Dọn Nhà Trai, các o các dượng của gia đình Dọn Trai sẽ có món quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể, xin trọng kính mời. Xin cảm ơn tổ chức. Kính thưa hai họ và kính thưa tất cả quý vị hôm nay. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Nhưng hai cháu quyết đầu là chào bà. Chú thì thay mặt cho bà chú Út, mà bà của Út. Thì bây giờ bà đừng lại xa xôi lên được thân thấu, thì bà có gửi món quà nhỏ để kỷ niệm cho hai cháu. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và sau đó chú cũng đi tới nghi lý chẳng có gì hơn, chỉ có một ca khúc đi tới hút nước. Bà mẹ nhớ cho mẹ. Hôm nay là ngày hôm nay là ngày vui của hai con có cái châu đã trao về đâu, ngày đó đâu cũng chẳng có, ngày đó cũng không qua nhỏ, chẳng là gì có hai con trẻ. Xin chân thành cảm ơn mẹ để đầu. Chúng tôi xin trọng kính mời các bác, các chú, các mư, các dì dượng của chú rể sẽ có món quà lên trao tặng cho cô dâu và chú rể làm kỷ niệm sau ngày cưới hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị để trao tặng cho cô dâu và chú rể làm kỷ niệm sau ngày cưới. Kính mời quý vị cùng hướng lên đây để chứng kiến cô dâu và chú rể vòng tay nhau nâng lên ly rượu hạnh phúc và tình yêu. Trong kính thưa quý vị, những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị chính là những tiếng pháo của miền và dân tộc để rồi cùng nâng lên để cùng chúc mừng trong ngày vui hạnh phúc trăm năm cô dâu và chú rể trong buổi trưa nay. Vâng, kính thưa quý vị, các chị và các bạn chúng ta, bằng những món quà mà hai gia đình và hai bên đã trao tặng cho cô dâu và chú rể thì liên tục chương trình với một yêu cầu của chú rể sẽ có một người bạn rất thân của chú rể muốn gửi tới cho cô dâu và chú rể chúng ta một tình cảm qua một ca khúc nữa. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị, các chị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe giọng ca của bạn trai Lâm Chí Cường sẽ gửi tới toàn thể quý vị, các chị và các bạn chúng ta có mặt trong khán phòng tình yêu của cô dâu và chú rể. Và đây cũng chính là một lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Lâm Chí Cường tới cô dâu và chú rể chúng ta. Xin trọng kính mời. Một lần nữa xin thành cảm ơn và trong giây phút này đây cho phép chúng tôi xin được khép lại buổi lễ đăng quang hạnh phúc của đôi bạn trẻ Quốc Thái và Thanh Minh tại đây. Một lần nữa xin thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng tạm thời rời khỏi hôn trường cưới nghỉ giải lao trong vòng khoảng 5 phút đồng hồ. Sau đó mời quý vị chúng ta quay trở lại để chung vui phần hai với gia đình cũng như cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta. Ngày xưa khi hoa nở miền Cana,
khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vóng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình. Dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngập ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn